Liên quan tới vụ việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tố cáo cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình tiếp tay cho xe quá khổ quá tải vượt trạm cân, công an tỉnh này vừa ra quyết định thay toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc tại trạm kiểm tra tải trọng xe TC038, tuy nhiên chưa có quyết định xử lý kỷ luật nào được đưa ra cùng với việc thay toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc tại trạm kiểm tra tải trọng xe TC038, công an tỉnh Hòa Bình còn yêu cầu công an huyện Tân Lạc không được để tình trạng xe đỗ ở hai phía trạm kiểm soát tải trọng xe, dẹp nạn cò rắt xe vượt qua trạm kiểm tra giám sát lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông làm việc tại trạm kiểm soát và xử lý nghiêm nếu phát hiện tiêu cực. Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, việc thay đổi này không phải vì có vi phạm. Văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Giao thông mới đây chỉ rõ, mỗi ngày trên quốc lộ 6 qua huyện Tân Lạc, Hòa Bình, có gần 1.200 xe tải, loại trên 10 tấn chạy qua. Trong đó có những xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép từ 50 đến 200%. Tuy nhiên, khi chạm cân TC038 ở Hòa Bình hoạt động trên quốc lộ 6, xe quá tải từ hướng Sơn La về huyện Tân Lạc, Hòa Bình dừng lại và chờ thời cơ vượt chạm cân đoàn công tác thuộc tổng cục đường bộ việt nam và cục cảnh sát kinh tế bộ công an có mặt ở hai đầu trạm cân hòa bình đã phát hiện việc một số cán bộ cảnh sát giao thông dẫn xe quá tải quay đầu chạy ngược về hướng sơn la và vào những chỗ khuất để ẩn náu